Bản tin tổng hợp tuần lễ thứ 2 tháng 7 năm 2018, Cộng sản Việt Nam bản nước bình luận gia Phạm Gia Đại biên soạn Trần Việt trình bày. Xin chào quý khán giả Kelna TV. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lợi dụng tình thế Nhật đầu hàng đồng minh và chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên của người Việt quốc gia còn non trẻ và không có quân đội, Việt Minh đã xúi dục dân chúng nổi dậy và cướp chính quyền. Việc mình chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong là việc mình chính là Đảng Cộng sản Việt Nam do Cộng sản Trung Hoa và Nga Xô chỉ đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm được miền Bắc năm 1954 và miền Nam năm 1975 đều do bạo lực và súng đạn của Nga tàu cung cấp. Vì cướp chính quyền bằng bạo lực nên Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ là chính phủ của dân và do dân bầu ra theo thể chế dân chủ như các nước phương Tây. Các tổ chức bầu cử trong các nước cộng sản như tại Liên bang Xô viết cũ, Hoa lục Đông Dương, Cuba và hay Bắc Hàn đều là các cuộc bầu cử đã được sắp đặt bởi kết quả đã có sẵn và cán bộ nhà nước đã đến từng nhà dân để bảo họ phải bầu cho ai. Bởi thế, từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời năm 1917 tại Nga cho đến nay chính quyền tại các nước cộng sản đều là bất hợp pháp mang tính cách áp đặt mà người dân buộc phải chấp nhận và vì đã không dựa trên căn bản dân chủ người cộng sản không đại diện cho dân do dân và vì dân nhưng họ đã dành toàn quyền kiểm soát trong nước họ thâu tóm tài nguyên đất nước và tài sản của người dân vào trong túi tham không đái của họ tận diệt các quyền tự do nhân bản tận diệt trí thức và bức hại tất cả thành phần nào chống lại đường lối diệt chủng của họ. Chính vì thế mà trong các xã hội cộng sản, chỉ một số phần trăm nhỏ bé các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương của họ trở thành giàu có trên xương máu của đồng bào họ. Còn đại đa số người dân phải sống trong bần hàng, lầm thang và bị áp bức bởi các cương hào ác bá mới những cùng hung cực ác và vô nhân mang tính danh nghĩa lừa đảo như cách mạng và giải phóng. Điều hiểm nguy nhất cho nhân loại là người cộng sản chủ trương đánh đổ hết tất cả những giá trị về văn hóa, dân tộc, nhân bản, tự do và dân chủ, những giá trị mà các bản tuyên ngôn độc lập và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế đều có ghi chép để buộc người dân tôn thờ chủ nghĩa hoang đường và tôn thờ lãnh tụ của họ. Vì thế mà bao nhiêu sách vở giá trị của tiền nhân để lại đã bị đốt sạch, hàng ngàn ngôi chùa nhà thờ đã bị phá hủy, các vị lãnh đạo tinh thần đã bị hãm hại tù đầy. Chủ nghĩa cộng sản theo định nghĩa là một lý thuyết chính trị từ Marx, cổ vũ cho chiến tranh dài cấp dẫn đến một xã hội trong đó tất cả tài sản là sở hữu chung và mỗi người làm việc được trả theo năng lực và nhu cầu. Nhưng thực tế cho thấy khi người Cộng sản nắm được quyền, chính quyền thì cũng chính là lúc người dân đã từng tranh đấu để giúp cho chủ nghĩa này chiến thắng đã trở thành nô lệ dưới nhà nước bóc lột mới của người Cộng sản. Trong quyển Death by Government, tác giả Rudolf Jr. Romeo tiết lộ vài con số nạn nhân bị Cộng sản giết hại như Liên Xô 61 triệu 911 000 người, Cộng sản Trung Hoa 35 triệu 236 000 người, Khmer Đỏ 2 triệu 035 000 người, Cộng sản Việt Nam 1 triệu 670 000 người, Cộng sản Ba Lan 1 triệu 585 000 người, cộng sản 54 1 triệu 072 ngàn người. Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ngày 12 tháng 6 năm 2007, chủ tọa lễ Khánh Thành đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Washington DC đã nói, Cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông, đàn bà và trẻ con vô tội. Từ nay, oan hồn của 100 triệu nạn nhân cộng sản này sẽ được những thế hệ hôm qua Hôm nay và những thế hệ mai sau tưởng nhớ. Tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Mikhail Gorbachev cũng phải lên tiếng. Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. Tổng thống Boris Yeltsin, Cộng hòa Liên bang Nga Ông có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng sản là không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. Bà Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel đã từng nói, Tôi lớn lên trong chủ nghĩa Cộng sản Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ. Cộng sản là thứ chủ nghĩa gian trá nhất và mang rợ nhất của nhân loại chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và của thế giới văn minh đức đạt lai lạc mà người cộng sản làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho người dân mà người cộng sản làm cách mạng để người dân đem hạnh phúc đến cho họ mù quáng lao theo chủ nghĩa cộng sản cộng sản việt nam đang bán dần đất đai của tổ tiên cho trung cộng năm 1958, dù là hoàng sa trường sa đang trong chủ quyền của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong miền Nam, thủ tướng cộng sản Phạm Văn Đồng đã ngang nhiên và bất hợp pháp ký nhượng cho Trung cộng. Ngày nay, Cộng sản Việt Nam lại âm mưu nhượng trong 99 năm ba vùng trọng yếu của đất nước là Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc Kiên Giang cho Trung Cộng khai thác. Điều nguy hại nữa là Cộng sản Việt Nam đã thông qua quốc hội bù nhìn của họ dự luật về an ninh mạng sẽ áp dụng từ tháng Giêng năm 2019 tại Việt Nam và sẽ đưa các trang mạng của Trung Cộng vào nước thay thế các trang mạng Internet như Google, Facebook, YouTube, vân vân của phương Tây mục đích để kiểm soát thông tin của người dân và đưa người dân vào rõ. Hành động độc đoán này về Internet của Cộng sản Việt Nam là theo lệnh và bắt chước quan thầy trung cộng của họ để không những kiểm soát sinh hoạt đời sống mà cả về tư tưởng của người dân trong mục tiêu ngăn ngừa chống đối lại chế độ. Theo nhà nghiên cứu Michael Antti, chương trình TAD tiết lộ Trung cộng hiện nay đã có các hệ thống internet riêng để thay thế các trang mạng phương Tây và đã tạo ra vạn lý trường thành lửa để giam tư tưởng thông tin của người dân Hoa Lục vào trong đó. Vì hiện nay con số sử dụng internet tại Hoa Lục là lớn nhất thế giới với 500 triệu người. Phương Tây có cái gì thì Trung cộng copy nhái ra cái của họ. Internet tại Hoa Lục đã biến thành China Net, Google Tây Phương thành Baidu của Trung Cộng, Twitter thành Weibo, Facebook thành Renren, YouTube thành Youku và Tudou. Cũng theo Michael Enti trên thế giới đang có những nước đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế được đặt theo tên nước của họ là BRIC, đọc giống như BRICK là viên gạch, Brazil, Russia, India và China. Nhưng chung cộng còn trong các nước được đặt tên là SIC, bệnh hoạn. Syria, Iran, China và North Korea như vậy. Chung cộng là SIC BRIC nước phát triển bệnh hoạn. Tiếc thai các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại làm vệ tinh và đàn bán nước cho quan thầy Sick Brick, bệnh hoạn của họ. Trân trọng kính chào, Trần Việt, Carolina TV.